Mọi người ơi, tội nghiệp bị ốc kia nè. Trời đáng mới tự chui ra khỏi bỏ luôn. Anh gặp mình chứ không, tí nữa lại tôn rồi. Nhìn yếu lắm rồi. Hãy gặp tao chứ không người khác mặc kệ mày rồi. Dạ, tao sẽ thải mày về với tự nhiên. Bảo trọng sức khỏe nha. Anh bỏ của mày nè.